Dạo này hơi phải xin lỗi bà con vì gần đây video ngập ngụa toàn gaming gear, cụ thể là bàn phím cơ. Nhưng mà mình mượn mõ xin xỏ được toàn đồ ngon, không làm review thì không đành lòng. Thế nên là trên thớt hôm nay lại làm chiếc bàn phím cơ đến từ một cái tên không mấy xa lạ với anh em game thủ. Đây là chiếc KD87 đến từ IKBC, một thương hiệu gaming gear chất lượng của Đài Loan. Trước kia IKBC đã nổi đình nổi đám với hai series là G và C, trong đó có G87 104 và C87 cũng như là C104. Chất lượng hoàn thiện quá tốt với vỏ siêu đầm và plate kim loại chắc nịch, keycap thì làm từ PBT dày dặn cứng cáp. Sau đó một thời gian là series F với cả led RGB. Còn dòng KD này thì sao? KD nói thẳng ra thì nó là bản nâng cấp của dòng C, với chất lượng hoàn thiện thậm chí còn tốt hơn trước, vỏ sần siêu cứng cáp và chắc chắn. Keycap vẫn làm từ PBT siêu dày cho cảm giác gõ chắc và đanh. Switch Cherry chất lượng tốt, được bôi trơn cẩn thận cho cảm giác gõ êm ái và mượt mà. Thật khó để tin được những chiếc bàn phím này lại có mức giá khá là dễ chịu như vậy. Vậy thì chính xác nó nâng cấp cái gì so với dòng C87 trước kia? Thứ nhất là cáp USB giờ đã có thể tháo rời. Tuyệt vời, bạn có thể mang chiếc bàn phím này đi khắp nơi một cách tiện lợi hơn nhiều. Với chuẩn đầu cắm là micro USB phổ biến thì bạn có thể sử dụng bất kỳ chiếc cáp điện thoại Android nào mà bạn có thể tìm thấy, dù ngắn, dù dài, dù to, dù nhỏ đều có thể nhét vào lỗ được hết. Ngoài việc thay đổi cáp USB từ gắn liền thành tháo rời là điểm dễ nhận biết nhất, thì các bạn có thể lật ngửa chiếc màn phím lên và nhìn vào dòng thông số ghi ở đáy. Dòng chữ Made in China giờ đã là Made in Taiwan. IKBC đã chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc về Đài Loan để theo dõi và quản lý chất lượng tốt hơn. Bằng chứng là switch đã được loop ngay từ đầu và keycap cũng như vỏ phím được hoàn thiện tốt hơn so với series C87 C104 ngày trước. Như phiên bản Red Switch mình đang sử dụng ở đây thì bàn phím cũng mượt mà ngay từ đầu mà không cần thời gian chạy roda như các bàn phím Red Switch khác. Thường thì phải sau 1 đến 2 tháng sử dụng mới có thể mượt được như thế này. Keycap lần này không phải chỉ là khác laser như dòng C nữa mà là vừa khác laser vừa đổ mực lên. Và với chất liệu PBT dày cộp như thế này thì bạn có thể yên tâm độ bền keycap có khi còn thọ hơn cả bạn. Bàn phím có thể hỏng nhưng keycap thì không thể bị bóng. Ngoài ra thì truyền thống của IKBC vẫn sống tiếp khi mà họ vẫn cho phép người dùng độ LED cho bàn phím của mình. Ở bên cạnh các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng chiếc IKBC G87 và mình đã tự tay mod LED cho em nó với màu trắng và cam. Và chiếc KD87 này cũng hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Mà độ LED như thế này thì chỉ mất khoảng 200-300 nghìn mà thôi. Rất kinh tế nếu sau này anh em có nhu cầu nghịch ngợm. Cảm giác gõ thì có thể nói là tuyệt vời. Đây là một trong chiếc bàn phím cảm giác gõ sướng nhất mà mình từng sử dụng. Tất cả chỉ có thể miêu tả là cực kỳ cứng cáp, chắc, khỏe và siêu đầm. Mình cảm tưởng có thể dùng cái bàn phím này để đánh nhau được. Switch thọt lên thọt xuống rất mượt mà. Và keycap chạm đáy lạch cạch cực kỳ sướng tai. Các phím dài như Enter, Shift, Spacebar đều chắc nịch chứ không hề tạo ra cái tiếng lọc sọc. Nói chung là gõ sướng vồn. Các bạn cần phải tự mình dùng tay mân mê sờ mó trải nghiệm mới hiểu được cảm giác sung sướng của mình khi sờ chiếc bàn phím này. Nó cũng chính là chiếc bàn phím mà mình đang sử dụng để viết ra cái bài review này luôn. Chiếc bàn phím này mình mượn tại Anfat PC và theo thông tin của cửa hàng thì hiện tại nó đang có giá khoảng tầm 2 triệu lẻ vài chục, tặng kèm keyboarder, 10 keycap đỏ và xanh lam trong hộp. Và ngoài ra, khuyến mãi thêm bộ keycap thích PPT xuyên LED 104 nút. Đây chính là bộ keycap gốc của G87 và G104, rất dày, rất cứng cáp. Phông chữ cũng ngầu ngầu chứ nhìn nó không tầu tầu như các bàn phím giá rẻ. Chưa kể là giá bộ keycap này nếu mà mua lẻ cũng phải tầm 800-900 nghìn đồng. Thế nên theo mình thì đây là một kèo cực thơm dành cho những chiếc bàn phím gõ quá ngon như thế này. Và vừa rồi là một video rất nhanh review về chiếc IKBC KD87. Bản 104 nó cũng như thế này thôi, chỉ khác là nó có đủ cả phím number pad thay vì bản thân keyless như vậy. Và giá cao hơn một chút xíu. À mình quên chưa kể các bạn là nó cũng khả năng gõ Enki Rollover, thế là không bao giờ sợ dính phím hay là gõ mà không nhận. Và đó, video đã kết thúc rồi. Hy vọng các bạn cảm thấy hữu ích. Và nếu thấy hay thì nhớ like cũng như subscribe với kênh của Zomeo nhé.
Link của sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần miêu tả video, các bạn có thể click vào bên dưới để tham khảo. Và nếu các bạn quan tâm đến gaming gear, laptop và PC thì có thể xem qua các video khác của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.